mừng náo nhiệt, sôi động hấp dẫn, thu hút người xem. Đây còn là có mạnh thường gì à? Có các nhà hảo tâm nào là ủng hộ được gì gửi vào và số tài khoản. Đây là trận bán kết 2, Bình Gia vẫn là áo màu vàng hai đội. Vòng bán kết thứ hai vòng 2. Mỗi lần là 6 đội. Loại ra 3 đội anh em nhé. Đội áo vàng là Bình Gia, đỏ là Tràng Định. Điểm hè 1 à? Bình Gia, Tràng Định, Cao Lộc. Bình Gia áo vàng nha anh em nha. Đây là trận bán kết trận 2, vòng 2. Bán kết trận 2. Đây là vòng 2. Vòng 2 bán kết. Có Tràng Định, có Bình Gia, Bắc Việt, Tràng Định. Đây ông này ông trưởng ban tổ chức, ông trưởng ban tổ chức cái này đẹp trai mà. Cách ra xa một tí tạo đà đi là vướng vào nhau đấy. Số 1 đứng yên một chỗ. Đội xã Bắc Việt sang phải đấy. Bắc Việt không sang, Bắc Việt vào.
Đứng ra sang nữa đi. Được rồi. Chúng ta lên, có lên, Bình Gia có lên, Bình Gia là áo màu vàng, Trang Linh màu đỏ. Rất đông đảo các nhà báo tác nghiệp ở đây, các chế độ của chụp ảnh quay phim là để rõ nét nhất. Này dự kiến là khoảng là hơn 6.000 du khách đến Lạng Sơn, hơn 6.700. Đây anh em xem ở trên cầu cầu mới và cầu cuối cùng rất là đông, hai bên lan can của bờ sông này rất là đông, dự kiến có khoảng hơn 7.000 khách. Chào đâu. Rất đông. Mệt về còn được về nữa. Lên cái tròn chưa? Tròn thứ hai. Tô bì đầu là Bình Gia. Bình Gia có lên, Hồng Phong có lên. Một phát rồi. Một phát rồi. Rồi, lên đây, lên đây. Tiếp tục tấn công. Bình Gia giờ đóng nước rồi. Rồi hết rồi. Gia đình có lên. Gia đình có lên. Gia đình có lên. Vượt đi. Gia đình đã được game thành công. Bình
Bình ra có lên. Bình ra đang về nhất. Trần Đình còn 10 mét nữa là đến đích. Chỉ còn 10 mét nữa là đến đích và thắng. Vòng 2, vòng kết. Giải đua về mạng. Trần Đình. Vâng, như vậy. Mình ra về trước. Vòng chung kết. Ôi, mình ra trước.